Ok, mình xin chào anh em đã quay trở lại với channel của mình, channel KMB. Và hôm nay thì bắt đầu một khởi đầu mới. Chúng ta bỏ cái con game Pokemon Revolution Online qua một bên đi ha. Một cái khởi đầu một cái game mới, đó là game Pokemon Alpha Sapphire. Game này thì mình không biết là có chơi online được hay không, nhưng mà mình mới tải về và mình thấy nó có phiên bản Việt hóa cho nên mình tải về chơi thử. Nếu mà mấy bạn thấy cái game này hay á thì mấy bạn tải về chơi. Đây là clip mà mình giống như là mình muốn giới thiệu cho các bạn một cái con game, không phải là mình bỏ cái con game Pokemon kia qua một bên, mà thực sự là mình đang muốn tạo một cái không khí mới cho các bạn để chơi thử cái con game mới này coi như thế nào ha, chứ mà chơi cái con game cũ hoài nó chán quá. Bây giờ con game cũ thì vẫn chơi nhưng mà từ từ hả, chơi giờ chơi con này trước cái đã rồi coi nó như thế nào rồi chúng ta sẽ tiếp tục. Rồi ha, đây là con game Pokemon Alpha Sapphire nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với tiếng Việt. Ok, như thế nào đây? Rồi bắt đầu game. Rồi đây là con game đầu tiên mà mình mình thấy mình ok ha. Rồi cái gì đây, cái gì đây, vô phim mà, vô phim mà mình không có bắt tiếng nha các bạn, tại sợ là âm thanh á nó sẽ làm cho bị bản quyền á, cho nên mình không có bắt tiếng. Thôi qua luôn đi, mình có bắt tiếng nhưng mà nó hơi nhỏ chút xíu nha, để đừng bị lòng nó mới vô nhìn là thấy đẹp rồi ha các bạn. Rồi cho qua luôn đi ha. Rồi, ngon à. Rồi để coi con game này nó chơi như thế nào. À, chào bạn, xin lỗi vì đã bạn phải đợi. Đây là thằng giáo sư, mà thằng này nó không giống thằng giáo sư già già ha, này còn trẻ. Chào mừng bạn đến với thế giới Pokemon. Tôi tên là Bớt, giáo sư chim nữa hả? Nhưng mọi người vẫn thường gọi tôi là giáo sư Pokemon. À, nhầm, mình không có gọi giáo sư chim mà mình gọi là giáo sư Pokemon rồi. Và đây chính là Pokemon. À, cái con này hệ nước tâm linh này. Rồi ok, tiếp tục về đây. Giờ mình chơi từ từ nha các bạn. À, ở trong một cái con xe xe tải, các sinh vật mang Pokemon ấy sống khắp mọi nơi trên thế giới. Đồ con người chúng ta chan hòa với nhau với các loài Pokemon, cùng chơi đùa và giúp đỡ lẫn nhau. Ôi mẹ ơi, như phim vậy đó. Có khi con người và Pokemon cùng vui vẻ giao đấu với nhau, tuy nhiên rất gần gũi ấy vậy, chúng ta vẫn chưa hề biết hết mọi thứ về chúng. Thực sự còn rất nhiều bí ẩn xung quanh các Pokemon mà chúng ta chưa biết. Tôi luôn miệt mài nghiên cứu để giải đáp bí ẩn. Hồi mấy con Pokemon này nó động đậy được này. Bí ẩn về Pokemon ấy thôi, nói vậy thôi là đủ rồi. Đúng rồi, mày nói nhiều quá. Rồi. Ôi, con chim. Con này thì các bạn chơi Revolution Online thì các bạn biết là con này ở trong game game 3, game game 4 gì đó. Game 3. Rồi. Thế còn bạn? Bạn là nam hay nữ? Chơi nam hay chơi nữ các bạn? Chơi nam đi ha. Bạn có thể cho tôi biết tên được hay không? Tên bạn là, trời ơi má, để mình gõ. Rồi. Rõ tên rồi. Vậy bạn là cày zombie phải không? Có. À, tôi biết rồi. Thì ra bạn là cậu bé cày zombie đó. Bạn chính là người chuẩn bị dọn đến thị trấn Little Rock nơi tôi đang sống. Này như như phim các bạn, này như phim ha. Bình thường game này cũng hay hay ha các bạn. Bạn đã sẵn sàng chưa? Cuộc hành trình của bạn sắp sửa mở ra trước mắt. Nào, cùng bước vào thế giới Pokemon, nơi của ước mơ tình bạn. Hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Nhớ đến phòng nghiên cứu Pokemon. Ok, chắc là đến phòng nghiên cứu Pokemon để nhận Pokemon mới các bạn. Ngon. Mới vô mà thấy cái cốt truyện là thấy ngon ha. Chơi game có cốt truyện ok á. Đây. Ồ, các bạn coi nè, mình di chuyển theo cái kiểu mà 3D các bạn. Trời ơi, ngon lành ha. Không biết là trong game này có thú cưỡi hay không, nhưng mà nếu mà chơi offline thì chắc là ok rồi đó. Trời đất ơi, mẹ nó. Game 3D đẹp vãi lồn các bạn. Game này nhẹ vãi lồn, chỉ có 1,2 GB thôi mà nó đẹp khủng khiếp.
Đường cái là Pokemon nó nhúc nhích. Pokemon nhúc nhích. Giờ mình chơi thử game. Ôi, 3D kìa. Nhìn là phê rồi ha. Ba này chắc mẹ mình. Cuối cùng con cũng đến rồi, cày zombie. Ngồi trong xe tải trên đường đi dằn sóc chắc là mệt lắm hả? Đụng má. Mẹ mày cho con ngồi trong xe tải. Đây là thị trấn Little Rock. Little Rock. Ok. Con thấy thế nào? Đây sẽ là nơi mới ở. Quá đẹp rồi mẹ ơi. Tuyệt vời. Tuy có hơi lạ lẫm một chút nhưng mẹ sống ở đây chắc sẽ vui. Con có thấy vậy không? Ok mẹ. Và lần này con sẽ được ở phòng riêng luôn đó. Đù. Sao ở phòng chung được? Vào thôi, con phải xem bên trong nhà cửa. Ok. Má cái nhà có 1 mét, 1 mét vuông à. Rồi vô nhà coi trong nhà có gì nha các bạn. Đù. Matchup. Má bà này, mê trai. Cày zombie con xem bên trong cũng đẹp chứ bộ. Còn có cả công ty dịch vụ chuyển nhà Pokemon phụ giúp việc sắp xếp nữa. À, mấy thằng này là mấy thằng giúp việc. Nhờ vậy mà việc chuyển vận chuyển dễ dàng. Gào gào gào. Đụng mẹ con này nói quần què gì. Cảm ơn các cậu đã phụ chúng tôi dọn nhà. À, nó hỗ trợ thế các bạn. Nói què gì. Chào tạm biệt á, chắc nó chào tạm biệt á. Không ấy, con lên phòng mình đi cày zombie. Ok. Bố có mua cho con một cái đồng hồ để mừng nhà mình dọn tới đấy. Con nhớ chỉnh đồng hồ nha. Ok. Ok mẹ. Rồi. Giờ mình thử đi. Ồ mẹ ơi, coi các bạn coi coi. Ở nhà ha, ở nhà các bạn mà có cái gian nhà các bạn cũng nên làm vậy ha. Các bạn coi nè, ở ở giữa nhà thì có một cái ghế rất là sự ha bạn, một cái bàn với 4 cái ghế màu xanh lá cây. Trên tường thì có một cái đồng hồ, rồi có cả tivi này các bạn, coi có cả tivi với tủ để sách. Nhà bếp thì rất là sạch sẽ ha các bạn, nhà bếp rất là gọn gàng sạch sẽ, có cả tủ lạnh này, có cả máy rửa chén, y học còn có máy rửa chén, bồn rửa chén với cả chỗ nấu ăn kế bên bồn rửa chén ha, gần cửa sổ để cho mấy cái không khí á, nó bay ra ngoài. Ở bên này thì có một cái kệ đựng chén dĩa, rất là đẹp ha. Trên tường còn có bức tranh. Bên này là có một cái bảng để thường thường là cái bảng này để ghi thông báo đó các bạn, để ghi những cái mà gọi là thời khóa biểu á. Rồi bây giờ mình lên phòng. Ở đây có một tấm bản đồ này. Cây zombie nhìn thật kỹ vào bản đồ khu vực vùng hoen. Ủa kỹ ta. Sợi vùng hoen. Ở trên tường thì có một cái đồng hồ. Đồng hồ trên tường không chạy với 9 giờ mới chạy. Đúng rồi. Hết pin này nó không chạy thôi. Đồng hồ bây giờ là 20 giờ 57 phút, vậy là gần 9 giờ tối. Con thấy phòng mình sao hả Kỳ Mi? Đủ má, tôi chưa có. Ờ, xin lỗi, con xin lỗi mẹ nhưng mà con chưa coi được hết mà. Giỏi, đồ đạc sắp xếp rất gọn gàng. Chú con chưa đụng tới luôn á. Ở dưới nhà cũng dọn xong xuôi rồi. Có Pokemon ở xung quanh giúp đỡ mình đúng là tốt thật. Ồ mà con đã đi kiểm tra xem mọi thứ đã đầy đủ trên bàn chưa nhé. Bà này tốt nghe ha. Bà mẹ chu đáo quá ha. Bản đồ bản Việt hóa này do nhóm dịch Divide Cat thực hiện. Ok. Kỹ thuật chủ nhiệm Shocker D, phụ tổng phụ trách dịch biên tập Lưu Thiên Ân, phụ dịch Nguyễn Thế Hào Lê Quốc. Trân trọng cảm ơn Lê Quốc Thành Đạt Nguyễn Nhân Xe Sen lên bên nồi quá trời. Ờ, cái nhóm này cũng cũng có tâm quá ha. Sổ mình tự lấy ở ghi ha. Mẹ sổ tao chưa ghi cho mày ghi. À mình có thể lên giường ngồi được này. Ôi mình có thể nhìn qua nhìn lại này. Thùng rác trống không. Ô mẹ ơi có con thú Cabigon đây nè. Một con Sinola nhồi bông. Ok. Đây em có gì ha. Có cái máy chơi điện tử này chơi gì. Chương trình này chắc mẹ thích nè, nên đi thì hơn. Là máy Wii U có cả màn hình và tay cầm điều khiển nữa. Thường thì nó không cho mình sử dụng đâu các bạn, tại vì mình tới đây là để bắt Pokemon chứ không phải là để chơi game. Đang phải chơi game mấy game của trong đó. Kỳ zombie ơi, kỳ zombie nhanh nhanh lại đây nhanh lên. Ai kêu vậy ta? À mẹ, kêu gì vậy? Game Battle Boom kìa con, không chừng bố cũng được lên TV đó. Buổi tường thuật trực tiếp từ Game Boom đến đây kết thúc. Tiếp theo chuyên mục đặc biệt và chờ cơn mưa sao băng ra được người mong chờ. Gì vậy? Hết rồi à? Vậy chắc bố có lên TV nhưng mình lỡ mất rồi, tiếc quá. Nói tới mới nhớ bạn của bố con, giáo sư Bớt, cũng sống ở thị trấn này. Ông ấy ở ngay kế bên nhà mình nè, con đi qua đó chào hỏi chung tiếng đi, ok. Vậy là bây giờ mình đi qua ông giáo sư thế nào cũng cho mình Pokemon thôi.
Nói chung là cái cốt truyện là ok đó. Bây giờ là 8 giờ mấy, gần 9 giờ thì trời nhá, nhem tối rồi cũng ok ha. Rồi ai vậy, ai vậy, ai vậy? Chào con tìm ai? Ồ vậy ra con là cày zombie hàng xóm mới của nhà cô. Vào nhà đi con. Cô có đứa con gái cũng ôi 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 ôi, nó nôn được gặp bạn mới bữa giờ, chắc nó đang trong phòng của mình à. Để con cô ơi, con gái là để con lên dọn bạn ấy liền. Không ngờ mới lên nọ nọ nọ, trời ơi dễ thương chưa, mà ngực hơi bị lép nha. Tới luôn em ơi, Pokemon khỏe mạnh đều đạt đầy đủ à, vậy là bạn đồng hành á. Cậu là ai lên nó vả cho một phát cái gì vậy, hửi gì vậy? Cậu là cày zombie phải không, vậy cậu mới chuyển đến hôm nay à? Chào cậu, mình may rất vui được gặp cậu. Thật ra ước mơ của mình là được trở thành bạn của tất cả các Pokemon trên thế giới này. Rồi lúc mà ba giáo sư Bớt nó về à, vậy là con nhỏ này là con gái của giáo sư Bớt với cái bà dưới dưới phòng á. Thấy mình mắc cười không, hai đứa mình chỉ vừa mới gặp nhau thôi mà. Đi chung à? Chết quên mất, đáng ra nãy giờ mình phải ở ngoài giúp ba bắt một số Pokemon hoang dã. Gì à, thôi mẹ nó khỏi phòng rồi, mình đi, mình ở phòng nhỏ gái này làm gì, đi ra luôn. Giờ đi qua thử, đi qua công viên. Ôi mẹ ơi, thằng này nào đây, nói chuyện thử coi. Giờ mình có thể có dữ liệu từ người bạn tình cờ gặp ngay cả khi máy Nintendo đâu bá đang chế độ ngủ luôn. Sức mạnh của khoa học thật là đáng kinh ngạc. À thằng này nói là cái máy á, cái máy mà Pokédex á có thể lưu cả người bạn của mình. Cái game này chắc là game offline rồi các bạn. Đây giáo sư chim nè. Rồi chào, cháu đang tìm giáo sư bắt đầu dạng phải hôm này. Giáo sư nghiên cứu ngoài trời rồi không có đây đâu. Ông thích ở ngoài trải nghiệm mọi thứ hơn là ở đây đọc sách. Giờ này chắc đang nghiên cứu ở đường 101. Ok. Giờ là phải đi kêu ông về. Cái con game này thì nó hơi bị khác so với cái game Pokemon Revolution Online, là tại vì mình không có qua mình nhận liền, mà giờ mình phải đi kiếm giáo sư mình kêu ông về. Cái game này thì nó không có phóng từ trên phóng xuống như bên kia rộng dễ nhìn ha. Cái game này đi bộ. Ai đây? Em nghe thấy có tiếng ai đang la ở phía trên, làm sao bây giờ, mình làm sao được đây ha anh? Phải có người đến giúp mới được. Đường 101 cứu tôi với. Ai dĩ vậy? À giáo sư bị chó dí à. Giáo sư chơi chó bị chó dí. Gì đây? Cắn ngay cu ổng luôn. Con trai ơi cứu, cứu chú với. Trong túi có bóng poke trong đó. Ổng đứng gì chơi nó cắn luôn hả trời. À hãy chọn một Pokemon đù. Vậy là mình được chọn một trong ba con này. Giờ chọn con nào các bạn? Nếu mà chọn con nước thì cũng được. Con Toxic cũng được. Thôi chọn con gà lửa đi ha. Mình sẽ chọn con gà lửa. Hãy chọn một Pokemon. Ok, chọn hệ lửa nha. Rồi, chọn Toxic. Rồi, một con Pochia. Ra này Toxic. Đồ vô là được quýnh liền hả? Rồi, các bạn thấy không? Cái game này nó nhúc nhích ha. Ở dưới này có bảng chiến đấu này. À, chắc là các bạn không có thấy được bảng chiến đấu rồi rồi. Nhưng mà thôi, mình không phóng bự lên được. Mình kéo xuống cho các bạn coi nha. Ở dưới này có một cái bảng phóng bự nè. Đó. Dùng để phóng, dùng để mở mở mấy cái chiêu á. Rồi mình sẽ sử dụng chiêu tàn lửa nha các bạn. Chiêu này chắc là end fight á. À, bắn ra cái cục lửa các bạn. Pochia hoang dã dùng đòn giờ. Giờ nó cắn mình à? À nó cắn mình. Tàn lửa. Game này chắc là game offline cho nên nếu mà cần thì sau này mình sẽ xài tới cái hack đó các bạn. Để chủ yếu là để
đi chơi coi cốt truyện hay hay dở. Rồi cái gì đây, chú vào trong bụi cỏ để quan sát các Pokemon hoang dã nhưng bị phát hiện, bị trói dí với gì? Cảm ơn con đã cứu chú thoát nạn. Ông này mập quá ta. Là cây Diễm Bi con trai của Norman đây mà, hồi đầu chú không nhận ra con luôn ấy chứ, cũng ra dáng thanh niên rồi đó chứ. Vì tôi là đàn ông nè, đứng đây nói chuyện hình như bất tiện, hay là mình qua phòng nghiên cứu của chú đi. Ông này cũng nhiều chuyện ghê ấy. Đứng đây nói không được cái gì, lấy Pokemon rồi qua phòng ông làm gì? Ông này ông già này, ông nhiều chuyện nhiều lời quá các bạn. Coi coi, rồi dẫn vô đây cũng nói chuyện thôi. Là như này, bố con kể cho chú nghe rất nhiều về con, mà ổng nói là con chưa có Pokemon nào hết. Nếu đúng vậy thì chú sẽ cho con một cái con Pokemon nha. Ổng cảm ơn. Ổng cho mình tô chích. Đồ mẹ nãy tôi cũng lấy rồi mà. Tiện thể con đặt biệt danh cho tô chích luôn. Ô, có vụ đặt tên. À, có vụ đặt tên cho con Pokemon của mình nữa các bạn. Rồi, mình đặt tên cho con Pokemon của mình là con gà lửa. À, con mê nhà chú giờ đang ở đường 103. Chú nghĩ con cũng nên ra đó thử. Con có định đi không? Đi chứ. May mà biết chắc nó vui lắm. Nó có thể chỉ cho con làm nhà văn luyện. Nếu giữa đường con bị lạc thì cứ dùng Arenas trên Pokénas Plus. Con có thể dùng nó đi xem đường đến ra 103, ok. Với lại nếu Pokemon của con có mệt thì cứ việc về nhà mới của mình để nghỉ ngơi. Ok, hiểu rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ rời khỏi viện nghiên cứu và bắt đầu cuộc hành trình ha các bạn. Rồi bây giờ để coi trong túi mình có gì. Trong túi mình hiện tại thì ở dưới đây mình có một con gà lửa. Một con gà lửa. Ở dưới đây có con gà lửa mà mình có thể sử dụng thuốc chữa thương. Không, mấy cái này mình không có cái nào ha các bạn. Cái vũ khí này mình không có cái nào. Mình coi từ từ. Quy hiệu này. Quy hiệu nè. Mình hiện tại các bạn coi này nha. Mình hiện tại là tiền là 3.000. Có chỉ số ID. Ồ, có chỉ số ID hả? Ngày bắt đầu hành trình. Rồi, có vậy luôn hả? Game này game offline mà làm thấy ghê vậy. Rồi cái này là cái gì đây? Thị trấn Littoros lưu lại trò chơi hay không? Đù, cái này có lưu trò chơi nữa các bạn. Cài đặt này. Tốc độ chữ vừa. Hiệu ứng chiến đấu bật. Chế độ nút mặc định, buộc lưu lưu. Ok, còn cái nào khác nữa không? Hết được không? Rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình ha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu cuộc hành trình thôi, đi thôi. Bây giờ đi qua ra 100 lẻ. Thị trấn Literos này. Thị trấn Olande. Đường ra 103 nó nằm phía trên nữa. Ok. Ok, hiểu rồi, hiểu rồi. Hiểu rồi, hiểu rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi thẳng lên. Trời nhá nhem tối nha các bạn. Không biết trong túi mình giờ có bao nhiêu quả bóng nữa. Ở trong lùm này. Con gì vậy? Một con Bumbo. Ra đi gà lửa. Đồ. Con này là gà lửa đó. Khoan để mình coi mình có bao nhiêu cái quả Pokemon. Bóng Pokemon. À, mình chưa có quả nào hết trơn á. Rồi mình sẽ xài chiêu lửa cho con này. Rồi nó chết rồi. Rồi nó ngất rồi ha. Trời ơi đẹp chưa. Nhận được 24 điểm kinh nghiệm. Ok. Lên cấp 6. Rồi. Có tiến hóa gì? À, tấn công tăng 1, máu tăng 3, phòng thủ tăng 1. Phòng thủ đặc biệt tăng 1. Ok, tốc độ tăng 1. Rồi.
ha. Lên cấp cũng tăng nữa ha. Cái này là game ấy cho nên các bạn chỉ cần lên cấp thôi. Chứ nó đâu có chỉ số gì đặc biệt đâu. Con gà lửa máu 23 này. Và mình không tìm thấy được cái dữ liệu nào tổng quát. À, con gà lửa này có số ID kinh nghiệm này. À, cái AB của nó là rực lửa, tăng sức mạnh cho những chiêu thức hệ lửa khi Pokemon bị lâm nguy. Ok, là bé hơn nửa cái máu á. Nói chung là nếu mà các bạn chơi theo cái kiểu việt hóa này á, thì các bạn một khi mà các bạn ra các bạn chơi những cái game mà kiểu dạng tiếng Anh á, thì các bạn chơi không được. Đơn giản quá mà, các bạn đâu có biết được là nó ghi gì đâu. Rồi, đánh nữa hả? Đánh hoài vậy. Sâu này nữa hả? Sâu này mới cấp 2 à. Thôi bỏ chạy nha các bạn. Làm sao mà biết ở cái vị trí này thì có bao nhiêu, có những cái loại Pokemon nào ta? Mình có thể điều tra được hay không? À, nó không cho mình coi được cái Pokemon hiện tại ở đây. Giống như bắt được con nào thay con đó, thằng này thằng nào đây. Khi nào Pokemon của anh mệt cứ để em nói đến trung tâm. Ok, thị trấn Odale cũng có một trung tâm nè. Ok, cảm ơn mày nhà nhóc. Nói chung cái game này nhìn thì cũng ok. Rồi mình tới thị trấn Odale rồi các bạn. Ai đây? Chào em, anh hiện tại đang làm việc tại cửa hàng Pokemart. Nhìn em anh đoán chắc là một nhà huấn luyện mới vào nghề. Đụ mẹ mày, hỏi tao là mấy thằng nghiệp dư á hả? Vì anh là một người siêu tốt bụng cho nên anh sẽ cho em một lời khuyên như sau. Gì đây? Thứ nhất, đằng kia có Pokemart, nhà có màu xanh, ở có bán rất nhiều. Thôi tao biết rồi, xin tặng em. Ok anh, em chịu rồi đó. Thuốc chữa thương anh tặng em hơi bị ít nha. Còn đây, thôi anh ơi, anh nói nhiều quá anh ơi. Chúc em được mình giỏi rồi. Cảm ơn anh. Rồi mình vô đây mình kiếm chị y tá coi. Kìa, chị y tá xinh đẹp. Em có muốn để Pokemon này đang nghỉ ngơi hay không? À, thì cũng như cái kia thôi nhưng mà nó lâu hơn các bạn, nó lâu hơn. Ở trong trung tâm này mình có tiền không ta? Vô mua mấy quả Pokemon coi. Ồ, nhìn như cái siêu thị nha các bạn. Cái này nhìn đẹp hơn cái Pokemon Revolution nhiều. Mua ở trong này có mỗi thuốc thuốc chữa thương à. Không có gì khác hả? Vậy mà nói hả? Vậy mà nói trong này có nhiều thứ lắm. Hay là cái thằng này nó chỉ bán thuốc chữa thương thôi, còn những cái khác ở trong tủ mình tự lấy được không? Không được hả? Mẹ, ở trong này chỉ bán mỗi thuốc chữa thương thôi à. Bây giờ mình phải đi tìm con nhỏ tên là May, con giáo sư á. Nó đang ở rào 103. Đây nè, nó ở đây nè. Đó kìa, nó kìa, nó kìa, nó kìa. Đi qua kiếm nó. Con này đi bộ hơi chậm ha các bạn. Đi bộ hơi chậm nè. Nó làm gì đó? Rồi, nói chuyện rồi đó, bắt đầu nhiều chuyện rồi đó.
Mẹ có cái vũng nước chút xíu, đứng dòm gì vậy? Để xem ở đường 103 mình tìm thấy Pokemon này và con này với con này nữa. Ôi chào cậu. Cái gì kia vậy? Ba mình tặng Pokemon cho cậu à? Thế thì sao tụi mình không đấu thử một trận đi? Mình sẽ cho cậu thấy thế nào là một nhà huấn luyện. Ghê vậy? Ghê vậy? Ồ, thách đấu với bạn. Rồi nó chơi con nước rồi xong luôn rồi. Thôi đánh đấm gì? Bạn bè không đánh đấm gì bạn ơi. Ủa gì hả? Không được chạy hả? Nói chung thì cái game này cũng được, không hiệu quả cho lắm, nó tông mình nữa bạn. Ghê vậy trời mẹ ơi. Giờ đứa sẽ làm gì đây? Giờ mình sẽ cào thứ đây, cào thứ đây. Trời ơi. Chiêu ngầu dễ sợ. Cào lên các bạn. Coi nè. Gà dễ thương dễ sợ. Trời mẹ ơi, nó tông mình còn có 8 máu à. À giờ mình mà hút nó thì không ổn. Trị thương đi. Rồi giờ mình trị thương cho con gà lửa này nha. Hồi máu. Đầy máu rồi. Tới lượt nó. Cũng 18 luôn các bạn. Cái đam cũng y chang vậy hả? Cái đam cũng không có tăng thêm. Rồi bây giờ mình dùng cào nha. Ở dưới nó có một cái bảng dùng chiêu thôi các bạn, nhưng mà mình không cho các bạn coi á, ý là mình quay được có một bảng hả, cho nên thôi các bạn coi đỡ gì nha. Rồi sẽ làm gì đây, mình chào tiếp. Trời ơi xong đời. Nhà huấn luyện này vậy đó, nó cho mình thấy nhà huấn luyện thi đấu là gì đó. Có cho anh kinh nghiệm không? Rồi xăm xăm kinh nghiệm được, có cho kinh nghiệm là được. Lên cấp 7, ok. Chỉ số máu đường sao đâu. Tấn công thì tăng 15 này ha. Thường thì con mình tấn công đặc biệt. Cho 22.000, ý cho 200 đồng. Trận vừa rồi hay lắm, cảm ơn cậu. Để mình chữa trị cho đội của hai đứa. Trời ơi, cậu chữa trị cho mình nè. Rồi, sức khỏe của đội bạn chắc được hồi phục. Giờ thì mình hiểu vì sao ba lại chú ý đến cậu. Cậu chỉ vừa mới có được Pokemon ấy thôi mà mối liên kết giữa hai cậu đã mạnh đến vậy rồi. Mình dám chắc cậu sẽ kết bạn thêm được với nhiều loài cậu gặp cho mà xem. Đúng rồi, tôi hắc mà. Thôi chắc mình phải về đây. Trời đất ơi, đánh thua rồi, nhục nhã chạy hả? Đủ nhí. Giờ sao giờ các bạn? Mẹ, nhỏ đánh thua, nhỏ bỏ chạy rồi. Ở trong lùm này có con gì không? Nhưng mà có con gì mình cũng đâu có mua được. Mình cũng đâu có bắt được. Thằng này để mình nói chuyện nó có nói gì không? Trời thằng nhấn C the Park thật chậm để rón rén. Pokemon sẽ ít thấy ta. À ý là đi nhỏ đi đi nhẹ nhẹ thì Pokemon không phát hiện được. Giờ mình quay lại thành phố cầm đi đường khác thử coi sao. À, cái con đường này mà đi đi trong thành phố các bạn thì các bạn sẽ thấy nó đi ngang qua luôn chứ không có cách. Ông đang bị gì? Tôi vừa phát hiện dấu chân của một loài Pokemon. Chờ tôi phát thảo chúng lại đã nhé. À khoan, đừng có qua đó. Tôi vừa phát hiện. Mẹ bà nó không cho đi thì nói mẹ đi. Mày muốn nạp tiền cũng điếu chứ gì. Hình như trong này có trung tâm huấn luyện Pokemon dùng để thi đấu á bạn.
Giờ sao giờ ta? Giờ cốt truyện của cái này làm sao? Bây giờ mình đi đâu giờ? À con mê đây nè, con mê đây nè. Cày zombie đường này nè, chạy nhanh về Littoros thôi. À. Thì ra là còn cốt truyện. Mấy cái gờ này giống ở bên Pokemon Revolution Online vậy trưởng. Mà bị nó chơi theo kiểu mà việt hóa các bạn, chơi cho nó thấy cốt truyện như trong này. Rồi chết mẹ, nhầm đường. Ồ đúng rồi mà, thôi qua nhà giáo sư đi coi sao. Cây zombie đi nè. Ok rồi, bắt đầu cái gì nữa đây? Chú nghe kể là con đã thắng, may đã giúp ta nghiên cứu, quyết định về đi. Chú đã đặt chiếc Pokédex ở đây để nghiên cứu, nhưng chú nghĩ con sẽ giữ nó tốt hơn. À, không cho mình một cái Pokédex. Nó dùng để lưu lại các Pokémon mà ta đã gặp hoặc bắt được. Mỗi lần bắt và ghi lại dữ liệu để trong này em khỏi tìm. Ok. Ý là giống như là quyển sổ nhưng mà cái kia nó ghi là giùm á. Giờ thì cậu cũng có Pokédex luôn rồi, hay quá đi. Vậy là hai đứa mình đều có, nhỏ này như nó thích mình hay sao? Nếu vậy thì mình cũng có cái này cho cậu nè. Đó là vài trái bóng Pokémon cho cậu bóc Pokémon hoang dã. Cho con trái gì? Nếu cậu bắt được một Pokémon trong tự nhiên và cùng chiến đấu với nó trong một thời gian, cậu sẽ thấy nó mạnh, cứ xem đó là lời khuyên từ mình. Mình đã chuẩn bị tinh thần để mình một mình khám phá thế giới ngoài rồi, không biết là sẽ gặp được loài Pokémon nào đây ta. Tụi mình cùng nhau cố gắng hết sức nhé. Trời, tình bạn trong sáng mà lồn. Rồi xong, bây giờ là mình có thể đi đi lên để mua bóng Pokémon được rồi phải không ta? Ok. Mình bắt được con này rồi ha. Hay ha. Ý là nó cho mình biết là mình đã từng gặp những cái con nào, mình đã từng bắt những con nào rồi ha. Rồi thôi. Để coi. Túi là cái nào ta? À, cho mình 10 quả bóng. Ok, 10 quả bóng là được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra mình bắt Pokemon nha các bạn. Để thử coi mình bắt được hay không. Kỳ, ôi nữa mẹ kêu. Má, giờ này kêu dạng cơm hay gì á? Tối rồi về ăn cơm đi con hả? Vậy mẹ. Con giới thiệu với giáo sư Bớt rồi à. À, bà này có thấy con tôi chết rồi. Rồi bà bỏ bà đi rồi, mất dạy không? Chờ quay lại chi ạ? Chào tạm biệt hả? Gì đây, tối hồi rồi. À, bà chào tạm biệt à. Ok. Gì nữa trời, kêu hoài nhỏ này mẹ, đúng là phụ nữ phức tạp, bực mình thật sự. Cái này là của ba mình, ba nói lúc quên đưa cho cậu gì vậy? Nó cho cậu biết thêm rất nhiều về các Pokemon có từng sống khu vực này. À, hiểu rồi, hiểu rồi. Vậy là ổng cho mình cái mà mình có thể coi được lỡ mình ở khu này có Pokemon gì á. Rồi bây giờ mình sẽ thử vòng vòng này có bắt được con Pokemon gì không nha. Một con ship con. Ok. Theo mình thì mình không nên đổi tên nữa các bạn, mình nên để nó là tô chip thì hay hơn. Con này mới cấp 2 mà nhìn dễ thương các bạn. Thật sự thì mình không nghĩ là chỉ số nó thay đổi đâu các bạn, mấy con này nó lên theo cấp thôi à, cho nên con nào mạnh là nó mạnh luôn nữa các bạn.
mình không nghĩ nó thay đổi đâu. Rồi chơi thôi, tuyệt chiêu gà lửa tàn lửa. Rồi ha, quýnh một cái gần chết ha. Mạnh ghê chưa. Rồi bắt nó đi. Rồi giờ giờ mình sẽ dùng bóng Pokemon. Nó gần hết máu rồi. Cái này thì được một cái là nó ơi cũng nhận được kinh nghiệm này chứ phải không nhận kinh nghiệm đâu. Ghi nhận hoàn tất. Ok, vì bản tính tò mò luôn mang lang thang khắp nơi, chúng hứng thú với mọi thứ mình nhìn thấy. Dễ thương nha, dễ thương. Bạn có muốn đặt biệt danh cho nó không? Không, các bạn mà nó không phải là mình không đặt biệt danh, nhưng mà ý là mình không muốn đặt biệt danh luôn các bạn. À hiểu rồi, các bạn coi nào, ở phía dưới á, lúc mà mình đánh xong á, nó sẽ cập nhật ở khu nào có con gì các bạn. À mình hiểu rồi ha, tạm thời thì mình hiểu rồi. Không phải Pokédex, Pokédex là cái thứ hai, cái đầu tiên là gà lửa. À mình có thể thay đổi vị trí của nó. Cái số 2 là Pokédex. Cái số 3 là gì đây? Cái số 3 là, à mình có thể cứu thương. Ok. Ok. Thì nó cũng giống như mấy cái kia thôi các bạn, nhưng mà đặc biệt nó hơi thua khô cái game kia một xíu, là nó hay hơn là tại vì nó 3D, nhưng mà nó thua cái game Pokemon Revolution Online là nó không có gì mới hết, nó không có gì mới mẻ hết, không có đánh chung, không có PvP hay là không có như thế nào đó chung ha. Rồi mình chỉ số nó cũng không có thay đổi gì nhiều, tức là con này mà lên cấp 100 thì nó vẫn là con này ấy thôi, không có gì mà hay hơn, tức là bắt cùng một loại á, nó cũng y như nhau thôi à. Không có con nào mạnh hơn con nào, chỉ là sử dụng chiêu thôi à. Trời nó làm gì vậy, tốc độ của mình giảm mạnh, nó giảm tốc độ của mình lại, nó giảm tốc độ của mình lại thì nó được đánh trước. Sao đâu, một đòn chí mạng à, Red Dam à. Giờ mình sẽ dùng bóng để bắt, bắt luôn nha các bạn, bắt hết. Bắt luôn. Vô luôn. Mấy con này thì tại vì đây là game offline cho nên nếu mà mình chơi thì mình sẽ hack nha các bạn, mình sẽ hack cho cấp nó pro á, pro lên cho nó ngon. Đi cho nó vui. Chứ mà mấy con này quýnh từ từ lâu quá. Nhìn đẹp hả các bạn? Bạn có muốn đặc biệt danh cho nó không? Game này hay vậy chưởng. Rồi giờ mình lưu lại nha các bạn. Rồi ok. Clip của mình tới đây tạm dừng ha các bạn. À, nếu mà mấy bạn thích clip của mình thì nhớ nhấn like, subscribe, đăng ký kênh cho mình nha. Rồi chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em trong tập 2 của con Pokemon Alpha Sapphire nha anh em. Bye bye.